À, xong chưa đó? Xong chưa nào? Cứ bài đầu tiên nha, Viking. Mọi người xong hết chứ hả? Mọi người xong hết rồi chứ hả? Ok. Alright. Okay, so Viking. Bài này bị gì cả lớp hả? Này, bài này bị gì cả lớp? Viking là cái gì? Ngoài ra Viking là mình có một cái nhân vật lịch sử là một cái ông vua tên là Viking, đúng không? Rồi, thì bài này nó nói về gì cả lớp? Ờ, đúng rồi. Ông đi xâm lược các nước như thế nào và ông tạo ra cái bộ quân chủ lực của ông như thế nào, đúng không? Rồi, so let's see. Number one. So, when did Viking warriors raid and obey on the coast of England? Rồi, bây giờ hỏi câu lớp này. Đầu tiên mình có rất là nhiều từ vựng nè. Warrior, what does it mean? Warrior. Chiến binh. Rồi, raid. Raid. Oh no. Okay, so number one. Rồi mình có từ raid. Raid là gì các bạn? Rồi mình có raid là đột kích, tấn công, underline như chị nè. Không sao, kiểm tra được một cái nha. Rồi mình có raid là đột kích hay là tấn công rồi. Obey. Obey. Obey là cái gì? Một cái tu viện. Đúng rồi. Obey là một cái tu viện. Ok, vậy thì cái chiến binh con Viking này ổng đầu kích cái tu viện ở cái bờ biển England when, khi nào? Cô mời bạn khoe nào. Năm bao nhiêu khoe? 793, đúng rồi. Very good. So number one. 793. Ok, năm 793. Rồi, where is this? Keyword của chúng ta là raid and obey, đúng không? Raid and obey là chúng ta chiếm đóng một cái tu viện. Rồi đúng nào? Paragraph thứ mấy? Okay. Rồi, paragraph number 2, line number 2. During the first expedition in 793, a force of Viking warriors sacked the famed abbey. Rồi cả lớp gặp cho cô. Mình có từ nào synonym với từ nào thế? Từ nào synonym với từ raid the abbey? Đúng rồi. Line số 3 của đoạn thứ 2 mình có là sack the famed abbey. Thì nó là synonym với nhau. Vậy thì mình có từ sack là nó synonym với từ nào cả lớp? Raid. Ok, sack, raid. The same meaning. Ok, number 2. Thứ ơi, when was Eric the Red convicted of a crime? Eric the Red convicted là gì? Thôi hả? Convicted có nghĩa là kết tội nha. Thôi ghi đi, do nãy thôi chưa có làm. Convicted là kết tội. Rồi bây giờ con chỉ cho Thư ở chỗ nào luôn nha. Thư tìm cho nó nhanh nha, do nãy Thư làm nhầm bài. Cái đoạn thứ 3 câu đầu tiên luôn á Thư. Đoạn thứ 3 câu đầu tiên á Thư. Thì Thư thấy coi thử cái chỗ nào mà cái Eric the Red này bị kết tội.
Đúng rồi, 1000 đáp năm gì? Năm 980. Mình có từ nào synonym với từ nào? Đúng rồi. Số 2 là năm 980. Mình có là gì? Mình có là guilty of the murder. Vậy murder ở đây synonym là murder. Murder là kẻ giết người. Unlegible. Murder là kẻ giết người, không sao nhỏ nha. Rồi, và bỏ ảnh vào tù. Ok. Rồi, number 3, bạn Hương nào. When did Viking establish a fort in Ireland? A fort, what does it mean, Hương? Fort là cái gì, Hương? Nhưng mà không tra luôn, không biết, em không tra luôn. Ok, gặp cho cô. Fort có nghĩa là pháo đài. Fort có nghĩa là pháo đài. Rồi, vậy thì bây giờ cái ông nó thành lập pháo đài ở Ireland khi nào? Năm 466. Chỗ nào? Chỗ nào đọc có câu này gì nghe nào? Câu số 4. Năm 866, ông đó, ông hạ cánh ở chỗ đó, ông chiếm đoạt cái vùng đó. Chỗ nào nó có cái fort? Chỗ nào nó có cái fort? Chỗ nào nó có cái pháo đài? Vấn đề là pháo đài á, chiếm cái pháo đài á. Chỗ đó nó có pháo đài không? Chỗ đó có pháo đài không? Pháo đài chỗ nào? Đúng rồi, cái dòng đoạn cuối đó nó có một cái gì? Ổng sao? Ổng conquer coastal portion of Ireland. And vào năm 841, ổng found Dublin. Today là một cái major Irish city. But originally a Viking fort. Okay, so it should be 841, right?